tôi nói với thằng cơ quan đó, lại ngập này nó dữ quá. Tôi nói với cơ quan rồi, tôi dặn với nó là bây giờ em ơi, đủ mà nghèo thì cũng nghèo một kiếp, giàu thì cũng giàu rồi. Thôi chuyến này về anh em mình đủ mà xả láng đi, còn anh sẽ canh ở mà sân bay đủ mà ông cầm ông rú mặt xuống cái này anh kêu mấy đệ mày hốt ông. Trời ơi là trời. Thôi thế này chồng. Ta tiêu bạn rồi. Tôi nói cho ông nghe, tôi mới điện thoại cho thằng em nó đi Hà Nội về, tôi nói là đặt cho tao 12 lít làng Vân, rượu nếp làng Vân là cũng là có tiếng ở ngoài miền Bắc. Đó. Làng còn làng Vân. Đây nè, tôi Vân. Xin thưa với đại ca, đây 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 đây. Tôi xin đó, thưa với đại ca với cả nói có sách mách có chứng nhé. Là đây là thằng bạn tôi đi làm chung đây nè. Mà tôi cũng chạy tới chạy lui tôi làm không biết làm sao đó mà đủ cửa nó không mới sang tới nơi rồi. Vừa mới sang xong là tôi nhảy vô thuê quan cái này, nó bảo mày đi siêu thị với tao, mày đi tiệm rượu với tao, tôi không đi. Mà nó ra cái nó bảo là tao mua hai chai rượu này tặng cho mày, mày xách về Việt Nam đây 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 bà cố ơi đây đó thấy chưa. Nó tặng cho hai chai whisky, nó nói tao thấy mày bữa uống mày khen ngon tao tặng mày hai chai whisky mày mang về Việt Nam đó. Thôi mày ơi chưa? whisky tôi uống không được đâu mày ơi, nặng quá. Trời ơi dân đúng rượu, mọi lần ông khoe tùm lum tà la hết mà không được. Tôi xin thưa khoe đế khoe đế khoe tùm lum tà la hết. Hồi nãy hai cái chai rượu này uống thì rồi hồi nãy á là đi ngang qua là thằng sếp của cái công ty rượu nó chuyên môn sản xuất rượu gin đó, nó tặng cho một chai là 64 độ nữa. Ôi đủ mà cái đó ngâm cốt thì uống gì nữa chắc không ngâm gì ấm được mày uống hết thôi chứ. Cái đó về nướng mực hả, 60 mấy độ về nướng mực được rồi. Đốt lên nướng mực rồi còn nữa. Cái đó là nếu mà thằng kia nó hôm nay nó bảo nó không uống để tao tao xách về tao chấn nước không cầm. Đổ từ lỗ mũi đổ xuống luôn rồi bác, đè ông xuống rồi đổ lỗ mũi đổ xuống rồi. Nói rồi mà tôi qua tao nói ông cầm này mà chuyến này ông không đụng nó năn nỉ tao là đừng có hòng mà tao tha. Nhưng mà nói gì nói anh bắt nhớ, anh bắt nhớ nhớ giữ cái phần đổ lỗ mũi ông thực chí nhất nữa nha. Ông thì cái bữa giờ ông cũng gáy ghê lắm á, ông gáy gì rượu bia rồi ghê lắm á. Không. Nhưng mà thượng sĩ nhất á thì nó có cái e khác là vì ơi, thượng sĩ nhất ơi, sống khôn chết thiêng lên đây đi để tụi nó kêu. Ông nói là phải nghe trời ông lên đây tôi thổi nè. Tại vì thượng sĩ nhất á thì nó có một cái e khác, dù gì đi nữa cũng là chiến hữu của năm nào, mặc dù nó không có dùng cái chiến tuyến, nhưng mà thượng sĩ nhất á, thì có cái đáng yêu của thượng sĩ nhất à, rất là dễ thương. Còn ví dụ như ông cầm á, thì ông với chị ba hồi á, mình cũng đủ nhìn cái mặt ông mình thích ghét, nhưng mà thương á, thì cũng thương, thích thì cũng thích. Thế nhưng mà dứt khoát chuyến này tôi về tôi sẽ chấn nước ông. Tôi hứa anh giờ với ông tôi chấn nước ông mà ông nằm rồi chấn nước tôi không phải nước lạnh mà chấn nước mà rượu đế rồi mà ông mà nằm xuống tôi sẽ đích thân lấy dao cạo tôi cạo đầu ông. Lâu quá rồi mấy thằng bắt mày ơi. Ý nó muốn thấy tao đẹp trai hơn đó, đầu rất là đầu trọc. Ê, cái vụ đẹp trai này đó là tôi phải mời thằng thư quan nó ra nó làm chứng rồi nha. Ê cái hình đúng rồi ông đưa lên mạng á, cái hình của ông đưa lên mạng hồi xưa ông đứng á, tôi nói thiệt cho anh cầm nha, nói anh á thì nói nhỏ nhỏ cho anh nghe thôi, anh đừng có tự ái cỡ như anh thua xa. Không, cái này từ tiếng Anh á người ta gọi là cái gì biết không bác? No door. No door có nghĩa là không có cửa đó đó đó, đó anh bác. No. Mà mới đẹp sống anh biết rồi. Nó đâu có cái vụ mà phim Hồng Kông, phim tài tử Hồng Kông hay là Hàn Quốc hay là đâu có cái vụ mà hoa hậu, hoa hiếc gì đâu. Tại lúc đó mới giải phóng cho mình khổ này đâu. Thế nhưng mà có điều là cỡ như tôi hồi xưa mà 22 tuổi thì cỡ tài tử Hồng Kông là đi xác nhận cho tôi. Cái này xác nhận nè. Cái này xác nhận nè. Tại vì cho bố cầm biết sao không? Con thấy hình của anh bắt lúc trẻ rồi. Trời 22 à, tuổi bố... tao. Ôi, ông già nhớ hồi xưa ông già có coi phim của Châu Nhật Phát mà cái gì anh hùng bản sắc không? Không, tao không biết hùng đâu. Đó, đó. Thằng em nói một câu đúng là chân tình. Đó, tôi nói cho anh cầm nha, hồi xưa nhìn như vậy đó, mà lại còn đờn hay hát giỏi nữa. Ôi,
Rồi, ăn đứt. Ăn đứt không cầm luôn, ăn đứt bố già luôn rồi, rồi hết thời rồi. Nếu mà bây giờ nếu mà nói về hiện tại thì nói với như là kêu bằng là ca bùi già mà giang hồ đất Mỹ mà đi mô tô, anh cũng không có cửa. Mà nếu mà hồi nhậu mà có tôi với Thế Quang có anh cũng không có cửa. Chết cha rồi. Ông già đó anh kiếm cái kèo nào coi. Để giờ là kèo nào ông cũng thua đó. Ông già đưa ra cái kèo nào coi. Còn nếu cần thiết nữa, anh em mình rồi Thơ Quang vào phòng hát karaoke, anh cũng không. Đúng. Cái này chắc chắn là đúng luôn. Cái này chắc chắn là đúng luôn. Hôm một rồi tôi có đưa cho hôm rồi tôi có quay, tôi có đưa cho Thơ Quang nó nhìn sơ sơ cái dàn máy nhà tôi, Thơ Quang nó thấy mà. À, đấy. Rồi, nhưng thua. Mà hát là hát đúng chỗ, hát cho biết người biết thưởng thức, hát cho người biết nghe. Chứ không phải là đủ mà hát gào gào đúng mấy thằng kia âm binh mà có bài bản đó nha, chứ không phải là đủ mẹ như cái thằng hất tóc mà lên hát rồi lên thành nghề đâu nha. Nhưng mà không đi theo con đường đó. Đã. Đi theo con đường làm phó thường dân Nam Bộ, làm một thằng cu li, nhưng mà cuộc đời nó tiêu diêu. Không có gì mà sướng cho bằng thằng cha phó thường dân Nam đúng. Bộ đúng hồi xưa ba tôi nói không mà có, con ơi con cũng phải làm phó thường dân Nam Bộ sướng nhất con người, cũng phải ăn chọn cái này à. Đúng mà ông già tôi cũng tập tôi giết rồi, cuối cùng tôi lớn tôi hư luôn. Nhưng mà anh biết là sao không, mình nói gì đó là cuộc đời của mình không có duyên cái số. Nhiều khi mấy thằng Thơ Quang, thằng Trung với Thực Sĩ Nhất nó chọc tôi muốn điên nó cho anh. Nhưng mà có điều là, nhưng mà cũng vui, chúng mày lâu lâu không gặp nhớ, cũng có kỳ. Hồi xưa bà già mình bà chửi, mình nói bà chửi hoài, nói hoài, nhưng khi bà chết muốn nghe chửi cũng được lắm. Cái gì nó cũng vậy. Bởi mai mốt mấy ngày đừng có chết sớm, rồi thôi mình chết sớm trước đó đi. Rồi. Cái thằng Đắk Lắk nó xếp con voi lên rồi, cái thằng Đắk Lắk nó xếp con voi lên rồi. Hello, con chào lại hai ông già nha. Con vừa thấy ông già nhắc đến con, cái là con phải lên ngay. Nhưng mà kỳ này á, tôi nói cho ông cầm thêm một tin nữa. Tôi xin thông báo cho ông biết một tin gần gần, thằng Trung nó nói là nó sẽ sắp xếp nó vô thì ông chết ông rồi. Đúng mà tôi với thằng Thơ Quang là ông chịu khó rồi. Ông lo cái thân ông đi. Bây giờ là ông già cứ tính ngày về đi để con biết đường, con đặt lịch rồi con chuẩn bị ngựa với voi đi là vừa. Cái này là ông không xong rồi. Xong rồi, tôi tê rồi, quá rồi. Coi bộ hôm qua con chăng này rồi, coi vụ ông già cầm hôm qua con chăng này. Hồi nãy giờ cay lắm nói chung biết không? Đang tính cái đường mà rút lui chiến thuật mà rút không được. Anh cầm biết không? Yeah. Hồi xưa người ta nói là đồng hồ cầm gì ấm đi đánh xứ người đó, tôi quên mất cái câu nhưng mà đi cầm chuông đi đánh xứ người. Vắt chuông đi đánh xứ người. Tôi phải công nhận một điều là tôi hơi bị xấu hổ anh cầm. Tôi hơi bị xấu hổ tại vì Thượng Sĩ Nhất hôm rồi nó khai rồi. Nó khai mà ông mò xuống dưới đó làm chi, mà ông uống cái gì mà ông nằm một đống. Trời. Em còn giữ tấm hình đó mất. Em còn giữ tấm hình đó mất. Em có tấm hình đó. Tôi thấy tôi thiệt đó. Tôi đang suy nghĩ là tôi có lên xuống cái đó không đi này. Thằng nào cho mình ta lại là giết chết ra rồi. Tôi hôm bao giờ tôi nói Thượng Sĩ Nhất nó nói là ông xuống đây đi, tôi còn bao nhiêu tôi sổ hết đi. Chứ ông cầm đúng mày có nửa Trường Xuân đâu, ông mới nằm đâu, có tấm một gì đâu. Thôi rồi xong rồi. Ủa, tôi xấu hổ quá, tôi mắc cỡ quá, tôi nói đủ mà Thượng Sĩ có xuống không đúng đâu. Tưởng sao đủ con thằng anh xuống làm đã mang tiếng rồi, đủ mẹ mai mốt thằng em xuống thúi quắc nữa, thôi rồi xong. Nhiều khi đi cũng phải có đuôi, đúng. Đi nó phải có đuôi có cặp. Không, nhưng mà thông báo cho Trung biết là đến thứ sáu tuần này là chú xong hết toàn bộ bên này là chú sẽ về Đan Mạch, là tuần sau nữa là bắt đầu có mặt ở Việt Nam. Nhưng mà chú báo lịch trước như vậy rồi bố cầm bố nghe thông tin như vậy rồi bố không dám về sao? Không, ông này thì đúng là dứt khoát ông phải về, chuyến này không về là đúng mẹ ông loạn quạng với nó là bị cái tụi bên Mỹ nó bắn ông nhá.
ông bắt, có như là ông bị bắt buộc phải về. Có những người ép già luôn đúng không? Ép già luôn đúng không anh bắt? Ừ, tại vì có những người kỳ lắm, tức là muốn về không được, không có tiền về, rồi lớp lớp là về thì vì chính phủ Việt Nam không cho về, tại vì nói vậy. Thế nhưng mà ông cầm này nó ác cái chỗ là đúng, mà không về thì tôi nó bắn. Ai kêu là ông già toàn là lên mạng nói xấu nước Mỹ không mà mấy ông Mỹ nó lùng là đúng rồi. Mà đang có mấy Mỹ bảo. Tôi hôm vừa rồi chú cũng hỏi mấy người bạn bên Mỹ, coi chú biết rằng họ đang hỏi mấy người bạn bên Mỹ là cái thằng cha già mà 72 tuổi á, không biết nó có phải bạn ông cầm nên nó là ông kỳ ghê đó. Không, nhưng mà nhìn cái hình cũng giống lắm, nhìn cái hình giống anh bác. Tại vì cái trong cái thứ mà nó hơi 70 nên nó hơi điên điên. Hôm nay bố cầm thua toàn tập với chung chứ không đúng không, để bố cầm thua toàn tập rồi. Bây giờ anh cơ quan chọn rót rượu cho ai đây để em chọn một người này rót rượu hôm nào về phải thi đấu một bữa nhỉ. Bây giờ chú xin phép chung với cả cơ quan, tức là hai đứa, tức là ở bên đó thì biết lâu rồi, thì đại khái cũng không phải là lâu, cũng không lâu, nhưng mà hai đứa cứ yên tâm ở bên đó, khi mà về bên đó ông cầm ông về, chú sẽ sổ bài cào, chú nói bây giờ anh lựa đi, anh lựa môn gì, nhậu là một, chạy xe là hai, xe hơi, mô tô, thứ ba, ăn chơi các kiểu, hát hò, đờn trống, ông lựa môn nào, tôi chiều môn đó, tại vì tôi hiện nay cũng giống như là Trương Vô Kỵ vậy đó, tôi đứng tôi thách hết đó. Anh thật hơn dạo lầm rồi đúng không? Tôi theo anh mà chú bắt và chú hát là chú chỉ bán nửa vé thôi nha. À. Không mà hát bao chùa luôn mà, yên tâm. Nhưng rồi. Mà tôi không báo với anh biết nha, là tôi mà uống bia là tôi chỉ có chữ lửa nha, tôi không uống bia nha. Dạ, không uống bia, uống rượu à? Không, tức là tôi á, bia là để bên cạnh để chữ lửa. Trời ơi, thôi bán cái vậy thôi, mình đã trước là được. Bảy, tôi nói rồi mà anh cũng tại chỗ là tôi cạo đầu anh á. Thôi quá, mày rượu quá cũng vừa phải, tại hiếp người hiếp quá đáng. Không quá, tức là cái đó á, cái người hồi xưa mà ta nói là cái đó là ăn ở như bát nước đầy. Tôi tôn trọng anh. Phải không? Đúng rồi. Đó. Không? Chưa gì ông nghe thấy cái là ông phải đi làm mồi rồi kìa. Thôi, ông kiếm chuyện á, ông kiếm cớ để ông rút lui chứng thực thôi chung ơi, hiểu không? Ông né. À, rút lui trong danh dự, cái này còn người ta gọi là rút lui trong danh dự á, anh bác phải không? Ông bảo là ông ấy đi cái gì quên này kiếm chuyện để đi là bộ rửa nồi rửa chén lúc cơm mà sạch tê. Đúng rồi. Có nhiều khi kiếm cái lý do để mà có đó thấy chưa. Hình như cái chai này à, cái chai Sinvat này hình như là que từ hồi trước Tết, kiểu uống từ hồi trước Tết tới giờ luôn á. Chung ơi, chung đừng có bao giờ nói là trước Tết mà từ hồi năm ngoái. Tụi bay qua đây hít quá, tụi nó nói mà ông già mới làm được có tí vậy hả? Uống cái gì, ổng lên mang lên ổng khè người ta thôi chứ ổng uống được cái gì đâu. Bây giờ, mang lên ổng khè. Hỏi khè là, bây giờ anh về Việt Nam anh thích uống rượu đế Gò Công ai đông người uống, hay là anh uống rum Hiệp Hòa hồi xưa, hay là uống rượu nếp ngoài Bắc? Cái rum Hiệp Hòa, nó mà nhắc tôi mới nhớ, như vậy đâu còn nữa mày. Còn anh? Còn ông nội ơi. Ủa, còn đầy hết. Anh yên tâm. Anh về bên đó thì tôi vậy chứ chúng còn có uy lắm, cho kêu mấy thằng đệ nó gửi lên đồ uống cho nó sặc máu luôn. Cái rượu Hiệp Hòa nó đủ uống ngon lắm á. Chứ sao nữa? Anh nhớ hồi xưa là uống rượu Hiệp Hòa xong rồi bỏ ly, xong rồi bỏ cục đá vô nặng cái tắc vô họng. Tắt rồi còn có thể pha thêm miếng đường nữa. Bảy đó. Đường bỏ, uống mấy thằng bóng uống rồi. Bỏ vô cái xô anh, đổ vô cái xô nhôm á. Pha vô cái xô nhôm á. Cái ly mà bán trà đá mà kiếm không ra nữa ở Việt Nam là sao? Cái ly cối rồi xưa. Ly cối. Quà đó, đúng rồi. Tao kiếm quà mày mua không được. Ly cối nè.
Còn cắt cái cục nước đá nó hơi dài dài vô, xong rồi chế rum một quả vô. Rồi chút xíu soda xong rồi đặt ra mày chà lớn hả bố. Trời ơi. Ô mà tôi đi cắt chợ tôi đi kiếm nó về tôi uống soda bị như là bụng mà không có luôn. Không ai bán hết trơn. Hồi xưa là tôi chuyên môn túc trực ở ngay ngã 6 Phù Đồng uống rum Việt Hòa với hút ốc len xào dừa. Rồi chung chuẩn bị gì chưa? Chung chuẩn bị chuẩn bị đón ông già chưa? Yên tâm, cứ hôm nào mà em rảnh em alo trước 20 ngày anh với ông chú nhảy chuyến đây phát ok em cử hai con voi. Nhớ kỹ lên chàng chung á là ăn cái gì ta gọi là cái chân voi mà cái dưới cái đế cái chân voi là các bạn cái voi mà dưới á là khoan cái cái này là ông chơi tôi rồi đồ mà răng cỏ tôi rớt mẹ nó hết rồi mới ăn chân voi. Cái này gọi là trả thù tinh vi anh Bắc, đúng không? À, canh cơ hội là trả thù tinh vi liền. Ủa mà tôi không gặp mà tôi cũng sáng tôi ôm tôi núp à. Nói chứ chung với sao mà anh Bắc có vài mà xuống gặp anh em gặp nhau mà uống á thì anh Bắc anh không uống ly đâu, anh không xài ly. Chung kiếm cái ống hút trà sữa chân châu á, ống hút trà sữa chân châu á đó để cho ok vô. Nó quan nói vậy là ấy rồi, tại vì cái ống hút hồi xưa đó hoặc là uống rượu cần á, rượu nó dễ ăn gian lắm. Bây giờ mình chơi theo tránh gốc của miền Tây hồi xưa ba anh Bạc Liêu á, là chơi nửa cái cháo rượu khô. Đâu, đụng vào nửa cái cháo rượu khô á, tức là để xuống nó đổ. Có thể là tới thằng nào là thằng nó tự múc uống thôi. Không, mà chơi cái cha cái lại ly là được mà chặt cái chân. Rượu quá, mà cái ly này á, nó gõ cái đó. Ông nội ơi, cái ly đó vẫn còn câu độ được, có nghĩa là cái nửa cáo dừa để xuống nó đổ mẹ rồi. Nó trồng chành, nó trồng chành nó lật. Ừ. Nửa gáo dừa phải là gọi nông dân lên, gọi nông dân lên, nông dân là xí dừa mà. Ờ, chân rất là chân, dễ miền Tây đó.